Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ quay về con mèo cận cảnh con mèo nó đang đẻ cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì con mèo của ở mình nó đẻ trong cái bếp thì nó cũng không được sạch sẽ lắm, cho nên mong quý vị và các bạn xem video cũng thông cảm. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem video. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn được biết là khi con mèo nó đẻ thì nó đẻ nó tìm những cái chỗ kín đáo, rất là kín đáo, nó không cho ai được biết nó là đẻ, trừ trường hợp mình nuôi mình nhốt trong chuồng. Còn đây là con mèo nuôi tự nhiên ở ngoài thì nó đẻ trường gian luôn, nhưng mà không phải là nó giấu kính trong một cái gì, hay nó nằm ngay cái cạnh bếp ở nhà thì nó đẻ. Và cũng từ một cái sự hiếu kỳ đó cho nên mình mới quay lại một video để cho quý vị và các bạn cùng xem. Tuy rằng nó không được chu đáo lắm, không được chuẩn bị để cho con mèo nó nằm chỗ sạch sẽ hơn, quay cái cảnh cho nó đẹp hơn, cho nên nó nằm trong một cái cạnh bếp thì nó cũng không được sạch sẽ, và không gian bếp thì người nhà quê thì người ta họ nấu về cái bếp củi thì nó cũng không được sạch sẽ, cho nên mong quý vị và các bạn cùng thông cảm. Đấy, con ướt mềm. Con khô rồi, còn con ướt. Mẹ để ngay cái bếp. Nó trúng mùng 1 đó. Con nó cũng non. Mẹ để ở trong bếp. Để đâu chuẩn bị nó rạn ra luôn. Có thằng con nó như ở nằm ở dưới cái đít nữa đó. Mày để ai tới mày? Lộn gì? Mày đi. Mày đi chặt rồi. Tầm lấy xuống nước kìa.
nó để. Để cho nó để. Râu nó kinh râu kệ đó. Ngồi. Để cho nó đoan đẻ đi, đừng có lo. Nó đoan đẻ nè. Đó nó đoan đẻ. Đoan đẻ nó rồi nè. Đó đoan đẻ rồi đó. Nó đoan đẻ rồi nè. Đừng có lộn nó sợ. Đó nó để rồi đó. Thấy không? Đó, để rồi đó. Bữa nào mới thấy mẹ để. Hầu giờ mà con mẹ nó để cái chỗ kín không như đâu nó đâu cái để ngoài vậy. Để bữa nào thấy nó để ra giờ là con mẹ hiếm có. Con này con bông rồi, con giờ để rồi nó liếm rồi rố. Ba con rồi. Con thứ ba con con này mới đẻ rồi giờ đông lý hồi giờ bữa nào mới thấy chứng kiến mẹ đẻ. Mình sợ không con mẹ nó không con nó này. Đúng là cái con kia nó rố rồi, cái con này nó mới đẻ tiếp con này mà. Không đợi, thì nó đợi cho rố nó mới đẻ, ừ. Nó đẻ rồi một lần nó dính chùm xuống. Đợi cũng có tiếng đồng hồ nó mới đẻ lại đó. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc video. Một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của mình. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại những video sau.